Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm lại những cái bài trước đây. Đầu tiên, các bạn mở cái phần mềm YouTube trên điện thoại ra. Trên phần tìm kiếm, các bạn đánh lên cùng học tiếng Anh. Ở cái nút đăng ký này, nếu cái chữ là màu xám thì các bạn đã đăng ký rồi. Các bạn tiếp tục bước tiếp theo nha. Nếu là màu đỏ thì các bạn nhấn vào cho nó thành màu xám. Sau đó các bạn nhấn vào cái chuông, xong rồi các bạn chọn tất cả. Và các bạn nhấn vào cái logo cùng học tiếng Anh. Đây là tất cả những video mà mình mới đăng. Để xem các video trước đây, các bạn nhấn vào cái nút playlist. Bạn nào đang sử dụng điện thoại mà có ngôn ngữ bằng tiếng Việt á, thì nó sẽ là chữ danh sách phát. Ở đây mình có rất là nhiều danh sách khác nhau, ví dụ về ráp câu, về học từ vựng, về tập nói tiếng Anh. Hiện tại mình có hơn 100 bài nên các bạn có thể tự khám phá thêm nha. Ngoài ra, nếu mà các bạn nhớ chính xác tên của bài học thì các bạn có thể đánh lên tên của bài đó ở trên cái phần tìm kiếm của YouTube. Hoặc thậm chí các bạn có thể đánh lên cùng học tiếng Anh trên Google thì cũng có thể thấy. Rồi, mình xin chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha.